Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ còn một cách để thư giãn, đó là ngâm chân thôi cả nhà ơi. Ivy xin mến chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã ghé kênh Ivy Đoạn Cuộc Sống Mỹ Vlog. Hôm nay Ivy muốn gửi đến tất cả các cô chú, các anh chị một cái video mới về việc chăm sóc dưỡng da chân, gót bàn chân, lòng bàn chân như thế nào trong những cái ngày mà thời tiết trở nên lạnh giá và khắc nghiệt. Hôm rồi Ivy có chia sẻ với cả nhà một video về cái bồn hay còn gọi là cái chậu ngâm massage chân. Tuy nhiên có nhiều cô chú anh chị không có điều kiện để tạo cho mình một cái chậu như vậy. Hôm nay Ivy muốn chia sẻ với cả nhà một cái phương pháp mới cũng hiệu quả nhưng mà đơn giản hơn nhiều. Thì đây là cái chậu hay là còn gọi là cái thau mà Ivy thường hay sử dụng trước khi mà Ivy mua cái chậu ngâm và massage chân. Thì cái chậu này rất là đơn giản, cô chú anh chị có thể mua ở bất kỳ cửa hàng nào cũng có hết với giá rất là mềm. Nếu cô chú anh chị nào có điều kiện thì mình có thể sắm cái chậu bằng gỗ ha. Tuy nhiên Ivy thì sử dụng cái chậu nhựa này. Thì Ivy sẽ sử dụng cái chậu nhựa này, đồng thời là Ivy cũng có một cái nguyên liệu không thể thiếu. Đây, Ivy sẽ giới thiệu cho tất cả các cô chú, các anh chị nha. Giống như là trong một cái bộ sưu tập mà Ivy thường hay sử dụng. Ivy rất là quý những cái sản phẩm mà Ivy đang có, cho nên là Ivy có gì là Ivy chia sẻ đó. Thì đây là cái loại muối Epsom salt thì rất là đơn giản, thì rất là phổ biến ở bên này, giá rất là mềm. Ivy mua nhiều như vậy là lúc mà nó sale các bạn, ra giá rất là rẻ cho nên Ivy thường mua để dành. Thì có thể sử dụng trong việc ngâm chân nè, hoặc là các bạn nào mà tắm á, thì cũng có thể sử dụng loại muối này ha. Thì Ivy cũng có vài loại đây. Đây là cái loại cơ bản nhất. Thì cái loại muối này là nó không có mùi, không có vị gì hết cả, nó không có mùi gì hết cả, nó là một trong những cái loại muối cơ bản. Thì cái này là ông xã của Ivy mua khá là lâu rồi, thường hay sử dụng cái này lúc mà ngâm chân á, thì cũng khá là hiệu quả đối với những cô chú anh chị nào mà cũng thích thích ngâm chân, sử dụng một cái loại muối nào đó để giúp mình thư giãn nhưng mà sợ là dị ứng hoặc là ngại cái mùi thì có thể sử dụng cái loại này không có mùi gì cả cả nhà nha. Em sẽ để qua một bên ha. Còn đối với những cô chú anh chị nào thích mùi thì có thể sử dụng những cái sản phẩm có mùi ở ở phía ngoài bao bì, thường nó sẽ có để cái mùi nguyên liệu và cái chức năng. Thì ví dụ như cái này thì nó sẽ có cái mùi coconut oil, là cái mùi dầu dừa. Mọi người thấy hình dầu dừa không? Thì đối với cái dầu dừa này thì ngoài cái tác dụng là giúp cho mình thư giãn nè, rồi giúp giảm thì các cái cơn đau nhức. Ngoài ra nó còn giúp cho mình dưỡng da và mềm da nữa. Thì đối với Ivy thì đây là một cái sản phẩm mà Ivy khá là thích. Rồi ngoài ra đối với những cô chú anh chị nào mà tối lại khó ngủ, gặp vấn đề trong cái việc ngủ ngon thì đây là một trong những cái sản phẩm mà Ivy thường khuyến cáo cả nhà hay dùng, Melatonin Sleep Soak. Nó sẽ giúp mình ngủ ngon hơn, với cái mùi cũng khá là dễ chịu. Những cô chú anh chị nào thích cái mùi rosemary và cái mùi mint thì có thể sử dụng cái sản phẩm này ha. Nó sẽ có một cái mùi rất là dễ chịu, sẽ giúp cho mình thư giãn đầu óc nè. Ivy đi đứng rất là nhiều, ngày một ngày vậy là Ivy vừa đi vừa chạy, cho nên cái gót chân, cái lòng bàn chân, cái bàn chân, cái
Cái cẳng của Ivy là nó tối về là nó mỏi, cái lưng nó cũng mỏi nữa. Cho nên Ivy hay ngâm chân với cái này sẽ giúp cho cái đầu óc của Ivy được thư giãn, ngoài ra giúp cho gân cốt của Ivy nó sẽ dễ chịu hơn. Ivy ngâm chân, cái lòng bàn chân nó có rất là nhiều cái dây thần kinh, cho nên sẽ giúp cho Ivy thư giãn được một chút. Ngoài ra nó có cái mùi rất là dễ chịu, cho nên là giúp cho mình thư giãn. Rồi đối với những cô chú anh chị nào mà thích cái Hawaiian này, cái muối Hawaiian này thì cũng có thể sử dụng loại này ha. Ivy thấy còn có rất là nhiều nữa. Đợt trước Ivy có sử dụng cái loại mùi lavender nè, rồi có ginger nữa, rất là nhiều nhưng mà hết rồi. Giờ chỉ còn những loại này thôi. Thì Ivy sẽ bắt đầu bỏ muối vào chậu và bỏ nước vào chậu cả nhà nha. Thì hôm nay Ivy sẽ sử dụng cái loại coconut oil này để vừa giúp cho cái lòng bàn chân, cái gót chân của Ivy nó giảm nhức mỏi. Ngoài ra nó giúp cho cái da của Ivy được mềm và dưỡng da ha. Giờ Ivy sẽ bỏ muối vào chậu nha cả nhà. Tùy theo cái lượng muối mà cả nhà muốn, trong này nó nói là 2 cup, nhưng mà Ivy sẽ bỏ ước chừng thôi ha, tại vì cái này nó cũng không, cái chậu này nó cũng không có lớn lắm, cho nên Ivy bỏ ước chừng thôi. Như vậy là được rồi ha. Những cô chú anh chị nào muốn thì mình bỏ thêm, Ivy bỏ vậy là được rồi. Và cái chậu này nó không có giữ nóng lâu, cho nên Ivy sẽ lấy nước thật là nóng để cho cái chậu này nó sẽ giữ, để cho cái thời gian mà Ivy ngâm chân nó sẽ được lâu hơn ha. Ivy lấy nước thật là nóng xong Ivy bỏ vào chậu để cho cái muối này nó tan đó cả nha. Hẹn mọi người trong vài phút nữa nha. Không biết cả nhà có thấy không chứ sau khi mà Ivy bỏ cái muối mà có cái vị dầu dừa các bạn, mọi người thấy dầu nó nổi lên trên không? Giờ Ivy sẽ bỏ chân vô nha. Mọi người thấy vì trời lạnh mà cái chân của Ivy nó bầm, nó tím luôn không? Nó lạnh dễ sợ đó, vậy đó các bạn. Rồi cái ngón chân nhân út của Ivy nè, do mang giày nhiều quá nên nó có cái cục nó cứng cứng luôn á, anh nên Ivy phải ngâm chân thường xuyên đó cả nhà. Cho nên là bạn nào mà cái bạn lòng bàn chân, cái chân nó hay lạnh đó thì nên ngâm chân như vậy các bạn nhé, nó rất là thoải mái luôn, cái muối nó cũng chưa tan luôn nè. Ivy hẹn giờ để ngâm chân là 25 phút đó các bạn. Mọi người thấy cái miếng này á, lúc thì mặt màu xanh, lúc thì mặt màu trắng nổi lèn bèn vậy không? Ivy xin lỗi, cái màu nó không có được sạch giống như là lúc mà Ivy mới mua về. Thì cái miếng này là cái miếng trà chân á các bạn. Sau khi mà Ivy ngâm chân được tầm 10 tới 15 phút cho đến khi mà cái da khô, da chết của cái lòng bàn chân của gót chân nó mềm ra thì Ivy sẽ sử dụng cái miếng này để chà. Ivy mua cái miếng này là ở trên Amazon á, nó bán theo một cặp nhưng mà Ivy sử dụng cái miếng kia nó cũ quá rồi, cho nên Ivy đang sử dụng miếng này, chắc phải là mua lại miếng mới. Thì mọi người cứ chà nhẹ ha, và đặc biệt nữa là mọi người chà xong nhúng nước để cho cái tế bào chết mà nó dính ở trong cái miếng trà này nó được rửa sạch ha, chứ không mọi người cứ để lâu ngày như vậy nó sẽ có cái màu giống như Ivy nè. Ivy rửa hồi mà nó không ra, nó ướt. Thì mọi người cứ chà liên tục như vậy, nhưng mà đừng chà một chỗ nha, cứ chà đảo đảo như vậy, đảm bảo là cho cái miếng
cái miếng trà chân và cái bàn chân, cái lòng bàn chân của mình và cái gót chân của mình nó ướt ha, chứ không nó rát lắm á cả nhà ơi. Tại vì bị một lần rồi, để cho cái miếng này nó khô á, nửa đêm lại nó ngứa quá đó. Để cái miếng này nó khô trà lên, chú cha ơi, nó rát, nó vừa rát mà nó vừa ngứa nữa. Cho nên cả nhà cố gắng nhớ là đảm bảo rằng cho cái miếng trà chân này nó ướt nha. Thì cứ trà liên tục như vậy, trà nhẹ nhàng thôi, đừng cái trà nhiều mạnh quá, nó tổn thương da, nó rát lắm á. Cái gốc bàn chân này của Ivy nó rất là nhạy cảm, da nó mềm mà nó mỏng nữa chứ. Ivy sẽ tiếp tục trà như vậy cho đến khi mà cái da chết của mình nó được sạch nha. Mọi người thấy nước ngâm chân của mình lúc mà mình chưa ngâm, lúc mà mình ngâm xong rồi mình trà cái chân ra, ghê chưa? Nước nó đục ngầu luôn á. Các bạn thử nghĩ có bao nhiêu tế bào chết, có bao nhiêu tế bào khô, rồi cái bàn chân nó dơ, nó ra hết trơn luôn á cả nhà ơi. Bây giờ AV sẽ đi lau khô chân rồi đổ nước nha. Đối với cái chậu mà mình vừa ngâm xong á các bạn cố gắng rửa lại bằng nước với nước sạch nha. Tại vì cái muối nó mặc dù là nó tan hết rồi á, tuy nhiên nếu mà mình không rửa sạch thì cái muối rồi cái dừa, cái dầu của cái dầu dừa nó còn dính lại trong chậu á. Cho nên mọi người cố gắng rửa sạch sau khi mà mình đổ bỏ nước nha cả nhà. Và điều quan trọng cuối cùng đó là sau khi mình rửa chân xong đó, mình sẽ phải sử dụng kem dưỡng da. Thì nếu mà mọi người không có cái loại mà aqua, cái loại mà, và cái điều tiếp theo đó là sau khi ngâm chân xong thì mình phải sử dụng cái kem dưỡng da. Đây là có hai cái loại mà Ivy thường sử dụng nè. Ngoài ra nếu mà mọi người không có những cái loại kem dưỡng da như vậy thì mình có thể dùng Vaseline, hoặc cái loại này tương tự với Vaseline để mà dưỡng da cho cái chân của mình nó đỡ khô và ngứa cả nhà nha. Và cuối cùng lại bị mang tắc vô, thoa kem mang tắc vô nữa là xong rồi. Nó đỏ ghê chưa. Thoa quanh chân mang tắc vô ha, tương tự với cái chân còn lại. Trời lạnh cho nên là phải dưỡng da các bạn ơi. Video này của AV đến đây cũng khá dài rồi. AV xin phép chào tất cả các cô chú, các anh chị. Cảm ơn cả nhà đã ghé kênh ủng hộ AV nhé. Cô chú anh chị nào thương AV vui lòng nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, comment, share video này cho nhiều người cùng biết. AV xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú, các anh chị trong những video tiếp theo.